Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Xung đột Ukraine, Nga thả bom tòa giám mục Kharkiv, tạ ơn Chúa quan phòng, không ai bị thương. Hôm thứ Ba, máy bay Nga đã thả một quả bom vào tòa giám mục Công giáo tại thành phố Kharkiv của Ukraine đang bị bao vây. Hãng thông tấn Ý SIR của Hội đồng giám mục Italia cho biết 40 người đang trú ẩn trong tầng hầm của tòa giám mục khi quả bom đánh trúng tòa nhà vào ngày 1 tháng 3 nhưng không có người nào bị thương. Một đoạn video được Hiệp hội Thánh lễ Latin của Anh và xứ Wales đăng trên Twitter cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn của một căn phòng phía trên trong tòa giám mục. Các lực lượng Nga đã tiến vào Kharkiv, nơi có dân số 1.4 triệu người, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, việc Nga bắn phá thành phố ở đông bắc Ukraine đã dẫn đến cái chết của dân thường, bao gồm cả trẻ em. Cha Gregorio Semenkov, trưởng ấn của giáo phận nghi lễ Latin của Kharkiv, Zaporizhia, nói với thông tấn SIR, sáng nay thật là địa ngục, quả bom đã rơi xuống tòa giám mục của chúng tôi. Có những vụ đánh bom ở trung tâm thành phố, các cuộc tấn công nhắm vào các văn phòng chính phủ. Bom cũng đánh trúng những người đang chờ lấy bánh mì và đúng lúc đó một quả bom đã rơi xuống tòa giám mục. Có rất nhiều người chết. Hiện tại không có tin tức về số nạn nhân và người bị thương. Kết nối Internet bị ngắt nên chúng tôi không có thông tin cập nhật. Ngài nói thêm, trong tòa giám mục những ngày này có rất nhiều người, nhiều bà mẹ có con. Chúng tôi có tổng cộng 40 người. Chúng tôi đưa họ đến một nơi an toàn. Tất cả chúng tôi đều ở dưới mặt đất và may mắn là quả bom đã trúng ở trên cao. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai ở Ukraine sau thủ đô Kiev. Giáo phận nghi lễ Latin của Kharkiv, Zaporizhia, được thành lập vào năm 2002 và có trung tâm là nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria ở Kharkiv. Đây là một giáo phận trực thuộc Tổng giáo phận Lviv của Công giáo Latin ở miền Tây Ukraine. Một thiểu số người Công giáo ở Ukraine theo nghi lễ Latin. Đa số người Công giáo thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương là giáo hội lớn nhất trong 23 giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp thông với Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết vào ngày 28 tháng 2 rằng Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục nghi lễ Latin của Kharkiv, Zaporizhia, đã trải qua những ngày qua trong hầm trú ẩn với một số gia đình cùng với vị giám mục chính thống trong khu vực. Vị giám mục 44 tuổi đã làm giám mục được 2 năm. Nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tôi ước cuộc chiến này kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhưng trong khi cái ác đã thể hiện rất mạnh mẽ, điều này cũng đã bộc lộ rất nhiều điều tốt. Theo một cách nào đó, cái ác mà chúng ta đang trải qua cũng vắt kiệt nước nho tốt và thứ nước tốt đó chính là lòng trắc ẩn, sự hỗ trợ lẫn nhau và tình yêu thương của chúng ta. Nó cho thấy bộ mặt thật của chúng tôi. Thông điệp của tôi ngắn gọn vì chúng tôi đang bị bắn phá liên tục và tôi hơi lo lắng, nhưng chúng tôi cố gắng hành động bình thường. Xin Chúa phù hộ mọi người. Tổng thống Joe Biden ra lệnh tịch thu tài sản của Tài Việt Nga trên đất Mỹ. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 9 giờ tối thứ Ba 1 tháng 3, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một thông điệp liên bang. Đó là một thông điệp hàng năm do Tổng thống Hoa Kỳ gửi tới Quốc hội Hoa Kỳ vào khoảng đầu mỗi năm dương lịch về tình trạng hiện tại của quốc gia. Thông điệp liên bang thường bao gồm các báo cáo về ngân sách, nền kinh tế, chương trình nghị sự, thành tựu của quốc gia và các ưu tiên và đề xuất lập pháp của Tổng thống cũng như tình hình thế giới. Trong thông điệp năm này liên quan tới Ukraine có các chi tiết nổi bật như sau. Ông Biden ca ngợi các đồng minh của mình
và kêu gọi đoàn kết. Tổng thống đã vinh danh Liên minh Âu Châu, cũng như Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và nhiều nước khác, thậm chí cả Thụy Sĩ, như là một trong số những tổ chức hợp tác với nhau để ngăn chặn Nga. Cuộc tấn công mới nhất của Putin vào Ukraine đã được tính toán trước và hoàn toàn vô cớ. Hắn ta từ chối những nỗ lực lặp đi lặp lại trong lĩnh vực ngoại giao. Hắn ta cho rằng phương Tây và NATO sẽ không dám đáp trả. Hắn ta nghĩ rằng có thể chia rẽ chúng ta ở quê hương, trong căn phòng này và đất nước này. Hắn ta nghĩ rằng có thể chia rẽ chúng ta và cả Âu Châu. Nhưng Putin đã nhầm. Chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta đoàn kết. Và đó là những gì chúng ta đã làm. Chúng ta vẫn đoàn kết với nhau. Ông Biden sau đó đã xác nhận lệnh cấm các chuyến bay Nga, làm tăng thêm nỗi đau cho các nhà tài phiệt Nga. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tập hợp một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách để truy quét tội ác của các nhà tài phiệt Nga. Chúng tôi đang tìm và thu giữ du thuyền và những căn hộ sang trọng, máy bay phản lực riêng của họ. Chúng tôi đang tìm những lợi ích mờ ám của các bạn. Và tối nay tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ cùng các đồng minh đóng cửa không phận của Mỹ đối với tất cả các chuyến bay của Nga, cô lập Nga hơn nữa và tăng thêm sức ép đối với nền kinh tế của họ. Mỹ và các đồng minh đang tung ra 60 triệu thùng dầu. Ông Joe Biden đã thông báo Hoa Kỳ và 30 quốc gia đồng minh đang tung ra 60 triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ chiến lược trên khắp thế giới. Điều này nhằm xoa dịu nỗi đau cho người Mỹ do các lệnh trừng phạt nhắm vào nền kinh tế Nga. Chúng ta sẵn sàng làm nhiều hơn nếu cần thiết, đoàn kết với các đồng minh của chúng ta. Những bước này sẽ giúp giảm giá khí đốt tại quê nhà. Nhưng tôi biết tin tức về những gì đang xảy ra có thể khiến tất cả người Mỹ báo động. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Khi lịch sử của thời đại này được viết ra, cuộc chiến của Putin ở Ukraine sẽ khiến nước Nga yếu đi và phần còn lại của thế giới mạnh hơn. Hàng trăm nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc tẩy chay bài phát biểu của Ngoại trưởng Nga bỏ ra ngoài. Hơn 100 nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc đã tẩy chay bài phát biểu của Ngoại trưởng Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để phản đối sự xâm lược vào Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeff Kofod đứng phát dậy bỏ ra ngoài cùng với các đại sứ và các nhà ngoại giao khác, trong khi thông điệp video thu sẵn của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được phát tại phiên họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại trụ sở Âu Châu ở Geneva, Thụy Sĩ hôm thứ Ba, 1 tháng 3. Cuộc tẩy chay hôm thứ Ba của các nhà ngoại giao từ Liên minh Âu Châu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản và những nước khác đã khiến chỉ còn lại một số ít người trong phòng. Những người còn lại trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền bao gồm Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva là Gennady Gatilov, người từng là phó của Lavrov. Các nhà ngoại giao từ Syria, Trung Quốc và Venezuela cũng ở lại. Đại sứ Ukraine Zevhenia Filippenko, người dẫn đầu cuộc phản đối, đã cảm ơn những người tham gia. Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ tuyệt vời này đối với những người Ukraine đang đấu tranh cho nền độc lập của họ. Cô nói với đám đông đang tập trung quanh một lá cờ Ukraine lớn bên ngoài phòng. Ngoại trưởng Lavrov đang nói chuyện từ xa với Hội đồng Nhân quyền sau khi buộc phải hủy chuyến thăm vì các không phận Âu Châu đã đóng cửa đối với máy bay Nga. Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga đã biện minh cho cuộc tấn công của nước ông vào Ukraine bằng cách cáo buộc phía Ukraine vi phạm nhân quyền đối với người Nga thiểu số
ông ta cũng cáo buộc Liên hiệp Âu Châu tham gia vào một cơn cuồng bạo chống Nga bằng cách cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ngay khi chiến dịch quân sự của Mạc Tư Hoa bắt đầu vào hôm thứ Năm tuần trước. Mạc Tư Hoa luôn mô tả cuộc xâm lược này là một cuộc hành quân đặc biệt nhằm đánh bật chủ nghĩa phát xít mới đang cai trị Ukraine. Bốn người chết trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Zhytomyr của Ukraine khi các lực lượng xâm lược gia tăng ném bom các khu vực đô thị. Bốn người đã thiệt mạng khi các ngôi nhà ở thành phố Zhytomyr của Ukraine bị trúng tên lửa hành trình của Nga nhằm vào một căn cứ không quân gần đó. Một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, ông Anto Gerashenko cho biết, các ngôi nhà gần căn cứ của lữ đoàn dù 95 ở Zhytomyr, cách thủ đô Kiev 120 km về phía tây, đã bị phóng hỏa. Cho đến nay đã có 4 người chết, kể cả một đứa trẻ, ông nói. Mạc Tư Khoa cảnh cáo người dân thủ đô Kiev phải rời bỏ nhà cửa vào hôm thứ Ba, trong khi chúng bắn hỏa tiễn như mưa vào thành phố thứ hai của Ukraine là Kharkiv. Các chỉ huy Nga đã tăng cường bắn phá các khu vực đô thị để thay đổi chiến thuật sau khi các cuộc tấn công kéo dài 6 ngày của họ bị đình trệ. Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Liasko cho biết các lực lượng Nga đã giết chết một bác sĩ gây mê nhi khoa khi bắn vào xe của cô khi cô ấy đang chờ cháu trai bị thương của mình đến bệnh viện từ làng Kukhari vùng Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tổng cộng 16 tên lửa dẫn đường đã được quân Nga bắn trong vòng chưa đầy một giờ vào hôm thứ Hai tại các khu dân cư ở Kharkiv từ một máy bay ném bom chiến lược bay qua vùng Belgorod của Nga. Bộ Quốc phòng cho biết trên trang Facebook của mình, các tòa nhà cao tầng, trường học, nhà trẻ và các cơ sở hạ tầng khác của thành phố đã bị phá hủy. Theo dữ liệu sơ bộ, hàng chục cư dân Kharkiv, bao gồm cả trẻ em, đã chết vì cuộc không kích này. Thật không may, trong tình hình hiện tại, lực lượng không quân rất khó có thể bảo vệ bầu trời ở khu vực này, vì một phần hệ thống phòng không của đất nước đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga. Reuters cho biết họ không thể xác nhận bất cứ sự việc nào. Đối mặt với quân đội Ukraine gan dạ được hỗ trợ bởi các công dân tình nguyện, Nga đã không chiếm được một thành phố nào kể từ khi cuộc xâm lược quy mô toàn diện bắt đầu gần một tuần trước. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga đã quay trở lại các chiến thuật, trong đó chúng mở cuộc bắn phá tàn khốc vào các khu vực đông dân trước khi cho quân đội tiến vào. Hàng trăm nghìn người Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc giao tranh khi một đoàn xe quân sự Nga kéo dài hàng dặm ở phía bắc Kiev đang tiến về thành phố. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thu hút sự lên án toàn cầu và các biện pháp trừng phạt đã khiến đồng rút xuống mức thấp nhất trong lịch sử và buộc người Nga phải xếp hàng bên ngoài các ngân hàng để rút tiền tiết kiệm. Âu Châu có chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo không? Cuộc xâm lược Ukraine đã làm lung lay cảm giác tự mãn của nhiều người Âu Châu, những người đang chứng kiến chiến tranh trên lục địa này theo cách mà nhiều người cho rằng đã bị lùi vào lịch sử và những tác động sẽ còn lâu dài. Putin đã ra lệnh thực hiện cuộc hành quân đặc biệt vào hôm thứ Năm tuần trước nhằm giải giáp Ukraine, bắt giữ người mà hắn cáo buộc là tân quốc xã đang điều hành đất nước và dập tắt hy vọng có quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây. Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của NATO, đã kêu gọi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện vùng cấm bay, một yêu cầu bị Washington từ chối vì lo ngại gây ra xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Thay vào đó, Washington và các đồng minh đã gửi vũ khí tới Kiev và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ đã đồng ý với các đối tác để triệu tập một lực lượng đặc nhiệm
phong tỏa và tịch thu tài sản của giới tinh hoa chủ chốt của Nga. Động thái này sẽ gây ra nỗi đau về tài chính cho những cá nhân quyền lực xung quanh Putin và làm rõ rằng không ai nằm ngoài tầm với của tập thể chúng tôi, bà Yellen nói. Canada chuyển cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine lên ICC. Hôm thứ Ba, chính phủ Canada đã quyết định chuyển tình hình ở Ukraine lên Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, để điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người của các lực lượng Nga ở Ukraine. Văn phòng công tố ICC hôm thứ Hai cho biết họ sẽ xin sự chấp thuận của tòa án để mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh ở Ukraine, chỉ vài ngày sau khi Nga xâm lược nước láng giềng. Chúng tôi đang làm việc với các quốc gia thành viên ICC khác để thực hiện hành động quan trọng này do hậu quả của nhiều cáo buộc về việc thực hiện các tội ác quốc tế nghiêm trọng ở Ukraine của các lực lượng Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly cho biết trong một tuyên bố, ICC có đầy đủ sự hỗ trợ và tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi Nga hợp tác với tòa án. Cho đến nay, Nga vẫn gọi các hành động của mình ở Ukraine là một cuộc hành quân đặc biệt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.